Xin chào các bạn đã quay trở lại với Hacom QA số thứ 19. 19 rồi. Gần 20 và chúng ta sẽ còn là hai số nữa đúng không nhỉ? Hai số nữa là hết năm, kết thúc của năm 2022 và còn 4 số nữa là kết thúc của năm âm ạ. Năm âm đấy. Năm âm tính qua như vậy. Thì sang năm này sẽ có nhiều đồ mới thôi, chắc chắn như vậy rồi, sẽ có những con card AMD và Intel, Intel hy vọng là có đồ xịn. Và Nvidia cũng thế nữa, sẽ có những con kiểu 4070, 4060 gì đấy. Nói chung là Intel hy vọng có đồ xịn, còn Nvidia hy vọng có đồ giá rẻ hơn đấy. Đấy, hy vọng là như vậy thôi. Rồi, thì bây giờ bắt đầu chương trình Q&A nhá. Và các bạn lưu ý là Q&A chúng mình vẫn là 7 giờ tối thứ 7 hàng tuần nhá. Rồi, 7 câu hỏi. Và hôm nay đầu tiên là câu hỏi dài, rất là dài. Dài, kêu ghê luôn của bạn Tiến Nguyễn. Ui, câu hỏi này mà cũng khó đấy, câu hỏi này khó trả lời phết đấy. Chung quy vấn đề của bạn là cái ổ nó cắm linh tinh, cắm đâu hỏng đấy. Đúng rồi, cắm đâu hỏng đấy, chứ tỏ là do cái ổ rồi, còn gì nữa đúng không? Đúng rồi. Thì bỏ ổ. Tại vì ổ cơ thông thường thì cái vòng đời nó sẽ, nó không như ổ SD, SD là chết luôn. Rồi, chết là chết luôn, chết là không quay trở lại luôn. Còn ổ cơ là vẫn còn thở oxy, nó vẫn thở được, nhiều bạn vẫn nghĩ là ổ cơ mình nó vẫn không sao. Rồi. Nhưng khi các bạn gọi là dùng phần mềm, các bạn check best ổ cứng nó mới ra là những cái best setter, những cái đấy nó đó sẽ gây ra tình trạng là hỏng ổ. Cắm đâu hỏng đấy, như cắm đâu hỏng đấy. Mà ổ hình như anh Việt từng có vụ đấy nhỉ, là cái ổ 2T bị hỏng ấy, xong cắm xong reset máy hay làm sao ấy. Đấy, thì có khả năng cao là do ổ bạn bị bét rồi nhá. Bỏ cái ổ đấy đi, mua ổ mới nhá. Và nhiều anh em thì bảo là cắt phần best setter đi, nhưng mà thực ra cắt phần best setter ấy thì nó vẫn sẽ lan dần dần các vùng khác thôi. Gọi là kiểu bí quá rồi, không có cách nào làm được tạm thời có thể cắt phần best setter được, nhưng mà đành thế thôi. Không nên. Khuyên là không nên đấy các bạn nhá. Rồi, tiếp theo câu hỏi thứ hai là của bạn Minh Tú ở Việt Nam Vesa. Và Vesa, ui, cái con này thì Vesa vội luôn, Vesa dữ dội luôn. Nhưng mà cố gắng mua con Vesa tốt tốt tí. Mấy con NB thì em thấy cũng dùng gọi là cơ bản, nó gọi là cơ bản đấy. Cơ bản, NB80 ấy thì nó gọi là cơ bản. Còn nếu mà xịn hơn thì dùng Human Motion hoặc là... Cái gì hôm trước, cái lắp ấy nhỉ? Hyperwork. Human Motion và Hyperwork cùng của một đơn vị là Vesa sản xuất và chất lượng rất là cao. Đấy. Mình đã từng sờ vào và rất là chất. Cả Rikaki cũng dùng con đấy luôn. Và đấy, cả Rikaki, cả... anh kia cũng dùng. Và đấy, anh em nên lưu ý một chút là Vesa nó có hai chuẩn của máy tính nhất, không nói TV. Máy tính sẽ là 75x75 và 20 và 100x100. Anh em thì thực sự theo mình nên chọn những con màn nào Vesa 100x100 sẽ khỏe hơn. Em chảy ở sao nhá, những cái con ví dụ con Cooler Master anh đang dùng ấy là màn to 34 inch mà lại là 75x75. Thế nó không bán được. Thế không bán được. Ok, hiểu luôn đấy. Rồi anh chọn màn 100x100 thì lúc đấy chân Vesa sẽ khỏe hơn khá là nhiều. Còn TV như là 200x200. Vâng, có 200x200. Xong rồi anh em phải lựa chọn ra là cái bảng spec của cái chân arm nó có hỗ trợ cái cân nặng của màn anh em không nhá. Nhưng mà con màn này cũng không quá là nặng đâu, nên là dùng con NB80 tối thiểu là ok. Nói chung là cùng cơ bản thì anh em dùng một con màn tầm con arm tầm 600x800 là ok rồi. Thì cả 400x500 và màn 24 tới gần 27 là được. Còn màn tầm 34 inch thì thực sự anh em nên dùng con arm nó khoảng tầm hơn triệu tí cho nó gọi premium. Premium. Rồi thế nào bạn Quang Vũ? Quang Vũ. Bạn đã hỏi về tầm 10 triệu thì màn đồ họa và gaming. Ui, thế thì bạn phải xem ngay lại cái video hôm trước chứ, mình gọi là tư vấn màn cho bạn rồi. Thì đấy, có một con mà mình đã nói là anh em có thể xem video nhá, là bọn mình đã test rồi, là con AOC, con Liên Minh Huyền Thoại ấy. Con AOC đấy thì nó hơi bị màu mè. Em thấy là ở dưới comment cái video đấy, mọi người cũng khá khen con đấy, nhưng mà bảo là màu mè quá. Bị Liên Minh Huyền Thoại quá, tự dưng đem đấy đến công ty để nhìn cho nó buồn cười ấy. Bật toàn hình phát bùm, thằng này chơi game. Thằng này vào trận đúng không? Mày chết rồi. Đấy, kiểu thế. Nhưng con đấy thì về cân đối giữa đồ họa này và lại chơi game đều rất là tốt nhá. Màu mè ok, tần số quét cũng rất là tuyệt vời và cũng là 2K nữa. Nên là chơi với những con cạc xịn sò, con bò thoải mái. Và có vẻ thôi AOC là màn khá là mát tay, những từ AO 24G2 về cho đến là AG275Q. Đấy, nói chung là AOC họ có nhiều mẫu màn giá rẻ mà ngon. Mát tay, phải là mát tay. Bà hành chưa biết. Bạn Tân Vi, bạn hỏi là 6K dùng tảng 600-700 thì chắc là không AOC đâu nhỉ? Không, em nghĩ là để bay rồi, nhiều khi là còn không bật, không unlock PL1, PL2 chứ. Thì em nghĩ trong tầm đấy, trong tầm 600-700 ấy, có mỗi một con 2 tháp thôi, là con CR2002 của Zosbo. Zosbo ấy, Zosbo đấy, thì đấy, các bạn có thể chọn con đấy cũng được. Còn thực sự thì 12.600K mà bạn định mở khóa PL thì nên lên tản nước hoặc là tản khí loại xịn cho mình nhá. Ví dụ những cái dòng như của Deepcool không ạ, chúng mình khá là khỏe. Mấy con AK620 đấy. Đấy, các bạn không thích nước, các tour, các bạn thích nước thì các bạn có thể chơi những con tản tầm trung phổ thông của Cooler Master. 3-4 triệu thì nó là cháy rồi, 3-4 triệu là rất cháy rồi, còn nước thì tầm 2 triệu rưỡi là ngon so với con này. Tại vì con 12.600K giá nó cũng chỉ khoảng tầm 7-8 triệu. Vâng, mà anh em mà ví dụ bỏ ra khoảng tầm 4 triệu con tản thì sẽ hơi quá đà. Mua phát 7 triệu con tản đấy thì thôi cháy. Tầm đấy anh em bỏ thêm tiền anh em mua 12.700K vào giá con tản xuống một tí hay hơn. Đúng rồi. Rồi. Nguyễn Hân,
Mà trường hợp này chúng mình lạ quá. Em không hiểu là tại sao lại ok GPU 99 là không nghe, chắc chắn là điều đấy là không nghe rồi. Nhưng CPU lại là 0%. Kiến thức này cần được tiếp thu. Cần được tiếp thu mạnh quá. Anh nghĩ là CPU loss thấp tại vì bạn chơi độ phân giải cao chẳng hạn. Vâng, có thể là như vậy. Có khả năng là thế. Ừ, bạn không nói là chơi độ phân giải gì, bạn chỉ nói là cấu hình bạn đang là i3 với 2060 thôi. Ồ, mà ừ nhờ, thế sao lại thế nhờ? Tức là CPU loss thấp, càng loss cao thì bạn chơi độ phân giải cao nào nó cũng thế thôi. Nhưng mà nói chung là các bạn yên tâm, tại vì bây giờ mà CPU nó không ảnh hưởng nhiều đến hiệu năng gaming thật. Trừ khi các bạn gọi là so cho con cao nhất, cho con thấp nhất thôi. Đúng rồi, so con cao nhất với thấp nhất và dùng cạc xịn nhất ấy, thì bạn mới cần cảm thấy. Còn ví dụ như bạn dùng chẳng hạn như 3070, 3080 nha, bạn khoảng cách giữa i7 và i9 quá thấp, mà i5 cũng i9 cũng rất là bé, nên là không đáng đâu. Không đáng, trừ khi các bạn gọi là kiểu cấn thích cái gì mắc nhất mạnh nhất thì các bạn mua thôi. Đúng rồi. Còn lại i3 với 2060 là combo khá là tuyệt vời rồi. Quá tuyệt vời luôn rồi. Rồi, ok, tiếp tục nào. Của bạn Sang Nguyễn Hoàng. Bạn hỏi là màn hình về cổng kết nối. Cổng kết nối, à bạn xài qua lap anh ạ. Qua lap mới là cái vấn đề. Lap thì nó có nhiều thứ lắm. Không phải như cạc màn hình nó cắm vào lên đâu. Cắm vào lên, đúng rồi. Mà không phải là con cạc màn hình cứ nhìn phát là biết cấu hình của cái cạc như nào đâu. Tại vì nhá, ví dụ trên lap đúng không, có HDMI, nhưng mà em không bao giờ thấy đâu ghi là cấu hình HDMI là 2.1, 2.0 hay bao nhiêu cả. Mà DP cũng thế, DP mini, DP cũng thế. Mà cái, còn dở hơn nữa là cái dây USB đi sang DP cơ. Cái đấy nó cũng không ghi cơ. Tức là cái đầu C hỗ trợ xuất hình DP, nhưng mà nó cũng không ghi là DP bao nhiêu. Thì nói chung là laptop thì nó cần một sự thử nghiệm. Thử nghiệm. Thì nếu mà có cấu hình của bạn, có màn hình của bạn là 2K14 không, thì màn DP 1.2 trở lên sẽ hỗ trợ cái độ phân giải đấy và cái tần số quét đấy. Còn nhưng mà mình nghĩ với laptop của bạn chắc chạy được tầm 1.2. Nói chung là laptop các bạn cần thử. Tại vì laptop nó tối ưu cho màn hình của nó chứ không tối ưu cho việc xuất ngoài màn hình. Không tối ưu cho xuất ngoài đâu, nên là chịu thôi. Đúng không? Cuối cùng là bạn Phạm Hải bạn hỏi về vấn đề này, nhiều anh em hỏi. À đấy. 1000R, 1500R là gì? Nhiều anh em cứ tưởng là 1800 là cong hơn 1000. Đúng rồi đấy. Đây nhá, anh em phải hiểu này, cái độ 1000 này nhá, tức là 1000, nếu mà anh em xếp cái màn đấy thành một hình tròn thì nó sẽ có cái bán kính là cái số đấy, tức là ví dụ như màn hình 1800. Bán kính á? Bán, em nhớ là bán hay đường? Bán hay đường? Đường hay bé? Đường hay bé hay là bán kính ấy? Bán, em nghĩ là bán kính ấy, đúng bán kính. Chứ 1000R đường kính thì không? 1000R đường kính hơi bé, cong kèo luôn. Thì tức là cái bán kính sẽ là cái số đo đấy, ví dụ như là màn hình 1800 đúng không? Xếp màn hình thành một hình tròn và sẽ thành một cái màn hình với bán kính là 1800mm hoặc là 1.8. Đấy thôi, còn là đường kính là 3.6. Đấy, đường kính 3.6. Nên là số R càng nhỏ thì màn càng cong. Càng cong, đúng rồi đấy. Nhưng mà các bạn dùng màn cong thì lưu ý là kích thước nó phù hợp một tí. Một kích thước phù hợp và ngồi ở đúng vị trí thì nó mới đúng là kiểu mọi chỗ đều là phẳng được. Chứ nếu mà anh em ngồi xa thì làm cái viền thì cong, ở giữa thì phẳng. Hoặc là anh em ngồi gần quá thì cái màn giữa cong hai bên này chả nhìn thấy đâu cả. Đấy. Nói chung là anh em bây giờ nếu mà dùng cong thì mình nghĩ là nên dùng 32 inch đổ lên. 32 inch đổ lên. 27 inch cong thì sự là nó hơi phí. Hoặc màn 219. Đấy, đúng. Hoặc màn 219 nhá. Và 219 thì phải từ 34 inch đổ lên. Chứ 29 thì 219 thì nó vẫn. Vâng, đúng rồi. Tức là ví dụ 219 mà 29 inch như của anh Kiên kia thì nó sẽ vẫn nhìn được, trong vẫn trong tầm nhìn của mình thôi. Nên là không cần thiết phải cong lắm. Đúng rồi. Thế là ok đấy bạn nhá. Khoảng 55 inch. Rồi chúng ta sẽ có 7 câu hỏi của buổi QA số 19 ngày hôm nay. Thì bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào số QA số thứ 20 vào 7:30 thứ 7 tuần sau. Xin chào. Chào anh em. Bye.